chào cô chú bác và tất cả các bạn đang đến với kênh YouTube Cô Thúy Miền Tây. Thì hôm nay Thúy sẽ hướng dẫn các bạn làm món trứng kho tộ. Món trứng kho tộ này nó cũng rất là đơn giản và nó cũng không có cầu kỳ. Thì Thúy xin mời ông bà cô chú bác và tất cả các bạn xem video này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ mua thịt và cắt thịt theo ý muốn của mình. Khi cắt xong mình sẽ để ra một cái tô. Và kế tiếp trứng đã luộc xong, mình dùng những cây đâm mình đâm vào để khi mình kho cho gia vị thấm đều vào bên trong. Kế tiếp nữa, và mình bắt cái nồi lên, mình cho dầu vào. Khi dầu nóng rồi mình để thịt vào, mình sẽ dùng đũa đảo thật là nhanh, đảo thật là kỹ, kiểu như mình chiên thịt đó. Và khi thấy thịt ngả màu và săn lại rồi, mình sẽ cho xả hành tím tỏi vào bên trong. Mình sẽ đảo một lúc nữa đến khi những cái hành tím xả đó mà vàng rồi, mình cho trứng vào nè. Và một muỗng khờ no nước màu đường, một muỗng bột ngọt, hai muỗng nước mắm, một muỗng đường. Và mình sẽ cho nước ngập vào trứng, mình dùng đũa mình sơ qua sơ lại để cho gia vị đều vào. Mình sẽ đậy nắp lại. Kế tiếp nữa 15 phút sau mình mở gấp ra. Bây giờ là nước nó đã cạn được phân nửa rồi. Sau đó nữa mình sẽ dùng đũa nha. Mình dùng đũa để mình đảo đều để cho gia vị nó sẽ thấm. Sau khi đảo xong mình sẽ đậy nắp lại. Và kế tiếp nữa là khi 15 phút sau mình sẽ mở nắp ra thêm một lần nữa như thế này nè. Lúc đó là nước là nó đã cạn dần rồi, cả nhà cũng thấy nè. Đó, nó ngả màu, nhìn cái màu rất là hấp dẫn. Và mình sẽ dùng cái nồi nhắc, mình cầm cái quai nồi nha. Lúc này nè nó mới quan trọng nè, mình sẽ sóc lên kiểu như thế này nè cả nhà, nó sẽ không có làm nát trứng của mình. Và khi sắp xong mình để lên cái bếp, mình sẽ bắt thêm 2 phút nữa. Khi được rồi mình sẽ để ra một cái dĩa đó, cái dĩa như hấp dẫn chưa. Và sau đó nữa ai ăn hành thì mình sẽ để hành vô. Đảm rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc lý do tại sao trứng kho thịt mà lại cho xả vào. Thì các bạn ơi, nếu mà đã thắc mắc thì một lần mình thử mình kho trứng thịt xả một lần đi nha. Cả nhà ơi, vậy là cái món trứng kho tộ đến đây là đã kết thúc rồi. Thì Thúy rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Thì cả nhà nếu thích cái kênh của mình thì cả nhà hãy nhớ đăng ký, like và comment để nhận được nhiều video sớm nhất nha. Và bây giờ Thúy xin chào tất cả gia đình mình. Chào ạ.